Lên giường đi. Tới nhà chúng tôi ăn cơm phải theo luật của chúng tôi. Khoanh vào như tôi này. Khoanh vào đi. Nào, ngồi lên đây. Cậu làm cái gì vậy? Nghe tôi nói này. Cậu xem, chúng ta làm như vậy có được không? Không phải nghĩ ra một chiêu làm hắn chậm trễ thêm 2 ngày nữa. Nghĩ ra được chiêu gì? Dương vẫn chưa đến ăn cơm sao? Đưa cơm tới chỗ anh ấy rồi. Cứ như vậy sao được? Tôi đi gọi anh ấy. Được rồi, anh ấy còn đang bận. Tôi có niềm tin với Dương. Có niềm tin? Cô thì hiểu cái gì chứ? Xuân Di, về bản khắc thì tôi không hiểu, nhưng nếu lúc ký hợp đồng có tôi thì tốt rồi. Cô xong chưa vậy hả? Tình hình lúc đó tôi không trách mọi người, nhưng khi làm ăn có một nguyên tắc. Nếu như tiền kiếm quá dễ thì có lẽ đó là một cái bẫy. Cô hiểu lắm sao? Natasha, chuyện này không thể trách Xuân Nhi. Lúc đó là do tôi làm nên trách tôi đi. Có thể mua bản khắc không? Cái gì? Mua bản khắc? Bản khắc, một bức tranh môn thần, tôi ra giá cao. Bản khắc thì có thể mua, nhưng người ta cần hàng có tiệm Đồng Đức, nên tranh phải có ký hiệu của chúng ta. Cô không biết dán lên sao? Cô muốn làm tôi tức chết sao? Xuân Nhi, Xuân Nhi, không ăn nữa. Natasha, chuyện này là tôi sai. Có gì cô cứ nói với tôi, mọi người hiểu lầm rồi. Tôi thực sự cũng đang nghĩ cách thôi. Mua bản khác rồi dán ký hiệu của chúng ta lên không khó. Nhưng cô từng nghĩ ra, chuyện này nếu lộ ra ngoài, tiệm Đồng Đức chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến việc gây dựng lại. Ra giá cao một chút không được sao? Muốn người khác không biết trừ phi đừng làm. Hơn nữa Đức Long sẽ không đồng ý chuyện này. Tôi đi thuyết phục anh ấy. Hồ đồ, cô muốn hủy hoại tiệm Đồng Đức sao? Nếu lúc đó không giao được hàng thì tiệm Đồng Đức sẽ mang họ Thẩm. Câm miệng lại cho tôi. Tiệm Đồng Đức sẽ không bao giờ đổi tên. Nếu đến lúc đó chúng ta không giao được hàng, cùng lắm đưa tiệm cho người ta. Chúng ta bày sạp ngoài đường, vẫn sẽ tên là Đồng Đức. Nhưng nếu cô thực sự mua bản khác của người khác, tiệm Đồng Đức sẽ không còn gì hết. Mà khách tranh là gì chứ? Là linh hồn của cả tiệm tranh. Cô nhớ kỹ cho tôi. Xuân Nhi, em đừng khóc. Chuyện này trách chị. Trong lòng em rất uất ức. Cho dù chúng ta làm sai rồi thì anh em cũng không nên đối xử với chúng ta như vậy, lại còn để một người nước ngoài ngu ngốc đến quản chúng ta. Em không nuốt trôi cục tức. Natasha biết cao hiểu rộng, tiệm này cô ấy muốn lo thì cứ lo đi. Dù sao chị cũng không muốn làm. Cô đừng có quay mông vào bàn ăn của tôi. Xin lỗi. Anh ấy đồng ý không? Không đồng ý.
Đẹp quá. Điện Thu, đừng xem nữa, đi thôi. Đẹp quá, có khí phách. Đúng vậy, đừng bán cho hắn. Đưa bao nhiêu tiền cũng không được bán. Sao cô lại dùng tay rồi? Thời gian gấp gáp, chúng ta không thể lãng phí thời gian ăn uống nói chuyện. Ăn cơm xong, mọi người đưa tôi đi đến công xưởng. Tôi muốn xem in tranh. In tranh? In tranh cô cũng muốn quản sao? Tôi là quản lý, đều do tôi quản hết. Cẩn thận nghẹn chết cô. Xuân Nhi. Cái gì? Tôi muốn nói là cẩn thận bị mệt. Yên tâm đi, sức khỏe tôi rất tốt. Chủ tiệm, chủ tiệm, không xong rồi. Sao vậy? Có chuyện gì? Nói đi. Tôi là quản lý, đang hỏi anh đấy. Nói với quản lý Na đi. Quản lý Na, quản gia Thẩm lại đến rồi. Mấy người làm gì vậy? Tránh ra đi. Quản gia Thẩm, ông đang làm gì vậy? Chủ tiệm Tôn, thiếu gia nhà tôi bảo tôi đưa người đến để trù tính, xem sau này sửa chữa kiểu gì. Sửa chữa? Chúng tôi nói sẽ sửa chữa lúc nào? Không phải các người sửa mà là chúng tôi. Ngày giao tiệm sắp đến rồi phải không? Chúng tôi trù tính một chút, lát sau mọi người chuyển đi thì tiện thi công hơn. Quản gia Thẩm, khế ước chúng ta là đến ngày 22 đúng không? Đúng vậy. Cho dù đến lúc đó chúng tôi không giao được hàng phải đưa tiệm này cho ông, thì trước ngày 22 đây vẫn là tài sản của họ Dương. Mời các ông rời đi ngay lập tức, không tôi sẽ gọi cảnh sát. Cảnh sát dám quản chuyện nhà họ Thẩm chúng tôi sao? Quản gia Thẩm, ai nói chuyện bằng khẩu khí lớn vậy? Em gái Lệ Xuân đúng là ngày càng xinh. Tiệm Đồng Đức xảy ra chuyện gì sao? Lại để người ta đứng ở cửa bắt nạt thế này. Anh là ai? Không nhận ra sao? Anh hai của em, Dương Đức Nhân. Các đồng hương, Dương Đức Nhân ở đây kính lễ với mọi người. Mấy năm nay không gặp, trấn Dương gia đúng là náo nhiệt. Sao lại có phụ nữ nước ngoài vậy? Tôi là Natasha, quản lý của tiệm Đồng Đức. Xin chào quản lý Na. Xảy ra chuyện gì vậy? Họ muốn chiếm tiệm của chúng tôi. Xin hỏi ông đây là? Tôi họ Thẩm, là quản gia. Đại diện nhà họ Thẩm. Đúng vậy, tôi ở nước ngoài đã nghe thấy nhà họ Thẩm bây giờ quay phong lẫm liệt, rất vui được gặp. Tôi là Dương Đức Nhân, vừa du học ở đế quốc Nhật Bản về. Đế quốc Nhật Bản? Vị thiếu gia nhà họ Dương vẫn là người Trung Quốc chứ? Đương nhiên rồi. Quản gia Thẩm, tuy rằng tôi vừa về đến trấn Dương gia, nhưng tranh chấp giữa tiệm Đồng Đức và nhà họ Thẩm tôi đã nghe ngóng được từ lâu. Tuy rằng kỳ hạn trên khế ước vẫn chưa đến, mà nhà họ Thẩm đã gấp gáp đo đạc, cũng là ức hiếp người quá đáng rồi đấy. Quản lý Na, chuyện này cô có thể báo cảnh sát. Người cùng nhà của tôi là Dương Đức Trung, là cảnh sát trưởng ở đây. Dương Đức Trung có thể quản được chuyện nhà họ Thẩm sao? Dương Đức Trung quản không được, nhưng người Nhật thì quản được chứ. Quản lý Na đừng sợ, ở lãnh sự quán Nhật chúng ta có người quen. Im miệng. Cô là Tôn? Đúng vậy, tôi là chủ tiệm Đồng Đức. Tiệm Đồng Đức kết hợp Trung Tây, vừa là chủ tiệm vừa là quản lý, vậy nên nghe lời của ai đây? Tôi. Cô im miệng cho tôi. Dương Đức Nhân, tôi nói anh nghe, tiệm Đồng Đức là do người Trung Quốc mở. Chuyện của người Trung không đến được người Nhật quản. Đừng đứng ở cửa ngăn chúng tôi làm ăn. Cút đi. Hay. Hay. Người Trung Quốc nói hay lắm. Chủ tiệm Tôn,
Chuyện ngày hôm nay nhà họ Thẩm chúng tôi gấp gáp rồi. Tôi ở đây gửi lời xin lỗi cô. Tôi sẽ đưa người đi. Ngày 22 chúng ta sẽ gặp lại. Cáo từ. Dương Nhị thiếu gia, nếu vừa nãy anh đã mượn danh người Nhật Bản, nhà họ Thẩm chúng tôi hận nhất là người Nhật Bản. Chúng tôi không liên quan gì tới tiệm Hằng Thái. Anh nói với Dương Đức Lợi, nếu anh ta cùng một ruột với người Nhật Bản thì anh ta chính là kẻ thù của nhà họ Thẩm.